Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
bà Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng. Chúng ta dâng thánh lễ này để kính thánh tâm Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu đã tan nát vì tội lỗi chúng ta, vì yêu thương chúng ta. Chúng ta xin tình yêu của Chúa phủ lấp trên gia đình nhân loại này, trên quê hương đất nước, trên từng người chúng ta, để mỗi người chúng ta có một trái tim của Chúa Giêsu, trái tim biết xót thương lẫn nhau. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay đặc biệt biết dành thời gian để chạy đến với thánh tâm Chúa Giêsu qua các giờ chầu, để kín múc sức mạnh thần linh từ nơi thánh thể Chúa. Cùng hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các em trong ngày đi thi cử được đạt tốt, kết quả tốt đẹp. Cùng với gia đình Vinh Sơn dâng thánh lễ này để cầu nguyện
cho người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện cho quý ông bà trong các giới cao niên luôn được hồn an, xác mạnh và đầy tràn sức mạnh tình yêu của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân được ơn nâng đỡ, ơn sức mạnh và ơn chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn ông Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thể, linh hồn Maria Ngô Thị Lung, Maria Nguyễn Thị Hồng, Vincente Lê Văn Chín. Trong ngày lễ dỗ 6 năm, linh hồn Maria nhân ngày lễ dỗ linh hồn Giuse Maria, linh hồn Thai Nhi Tiên Nhân và các linh hồn. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xô phạm lên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thiên cho người tin lành. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Trời. Chúa sống từ trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa sống tội trần gian, xin nhập lời chúng con cầu cần. Chúa từ bi thương nhân Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho thánh tâm con mổ Chúa bị đâm đau, khiến con tàng tình yêu vô biên được mở ra, để chúng con được hương nhờ. Xin cho chúng con hằng soi sáng tôn sùng thánh tâm người, và biết đền tội chúng con cho cân xứng. Người là Thiên Chúa hằng sống và yên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri A-rốt. Đây Thiên Chúa phán: Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: Bao giờ qua tuần trăng
mới để chúng tôi bán hàng. Khi nào hết ngày Sa-bát để chúng tôi bán lúa mạch, chúng tôi sẽ giảm lương đông, tăng giá và làm cân rẻ. Chúng tôi sẽ lấy tiền của người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mạch mục nát. Chúa là Thiên Chúa phán: Ngày ấy ta sẽ khiến mặt trời lặn ngay giữa chính ngọ, và sẽ khiến mặt đất ra tối tăm giữa ban ngày. Ta sẽ làm cho các ngày đại lễ của các ngươi trở nên tang tóc, cho các bài ca trở thành lời khóc than. Ta sẽ lấy bao bố đặt trên lưng các ngươi và khiến mọi người chọc đầu. Ta sẽ làm cho ngày ấy trở thành như ngày tang mất con một, và sau cùng nó trở nên ngày cay đắng. Thiên Chúa lại phán: Rồi đây sẽ đến ngày ta cho nạn đói đến trên đất này, nhưng không phải là đói cơm bánh hay khát nước đâu, nhưng là đói nghe lời Chúa. Người ta sẽ di chuyển từ biển này qua biển nọ, từ bắc đến đông. Họ đi vòng quanh tìm kiếm lời Chúa, nhưng chẳng thấy. Đó là lời Chúa. Phúc đức những ai giữ lời ngăn bao, những người đó tận tâm tìm kiếm Ngài. Người ta sống không quên lời bày, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. Người ta sống không nguyên đời bay, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Miệng người hiền đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chính. Chọn con đường chân lý, tôi quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Này đây tôi khao khát khuôn lệnh của Ngài, theo lượng công minh Ngài, xin cho tôi được sống. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Tôi há miệng để hút nguồn sinh khí, vì tôi ham muốn những chỉ thị của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu tế, tên là Matthew. Người phán bảo ông: Hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người, và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người tu tế và tội lỗi đến đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng:
tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người tu tế và tội lỗi như thế? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông đi hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là y lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là y lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Thưa anh chị em, lời Chúa quả là an ủi cho tất cả chúng ta. Chúng ta cần đến lòng nhân từ của Chúa, bởi vì tất cả chúng ta là những người đau yếu, tất cả chúng ta là những người nhơ nhớp, tất cả chúng ta là người tội lỗi trước mặt Chúa. Và Chúa mãi dùng lòng nhân từ của Ngài mà đối xử với chúng ta. Thiên Chúa mãi yêu chúng ta yêu đến độ Ngài đã sai con một của Ngài đến để thi thố lòng xót thương của Ngài cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng xót thương Thiên Chúa Cha đến với chúng ta, ở với chúng ta, và mãi mãi Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của lòng xót thương. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần y lễ. Đó là lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta. Chúa nhân từ với chúng ta, đến lượt chúng ta cũng phải biết nhân từ, biết dùng lòng xót thương của Chúa mà đối xử, mà bao dung, mà tha thứ, mà sống chan hòa tình nghĩa. Đừng để trong lòng của mình còn giận hờn, ích kỷ, nóng nảy, còn thành kiến về anh chị em của chúng ta. Nhưng mà từng lời ăn, tiếng nói, từng hành động, từng cung cách ứng xử của chúng ta phải là cung cách ứng xử của Thiên Chúa. Đi lễ thì tốt, nghe lời Chúa thì tốt, nhưng phải cố gắng dùng lời của Chúa để thanh lọc cõi lòng chúng ta, để từng giây từng phút sự hiện diện của chúng ta ở bất cứ chỗ nào phải là dấu chỉ sự hiệp nhất, dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta chiều và tối hôm nay dành thời gian chạy đến với Thánh Thể của Chúa, vì Thánh Thể của Chúa chính là nguồn mạch tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ cho chúng ta. Chạy đến với Ngài để xin Ngài biến đổi mỗi người chúng ta, hầu chúng ta có một quả tim của Thiên Chúa, quả tim biết xót thương, nâng đỡ lẫn nhau. Amen. Của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bài tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Đức Kitô con Chúa hằng yêu ai, xin vui lòng chấp nhận những lễ vật này như quần lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi danh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đang và hành đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì tình thương lạ lùng khi chịu treo trên thập giá, người đã tự yên thân vì chúng con từ cạnh sườn bị đâm thùng. Người đã để máu và nước chảy ra hầu khơi nguồn các bí tích của hội thánh, nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự để nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên gương đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con nhờ xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi tông quần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giáo mục Gioan, chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin Chúa nhớ đến quý ông bà trong giới cao niên, anh chị em trong gia đình Thánh Vinh Sơn và mọi anh chị em tín hữu chúng con đã an nghỉ trong Chúa. Quý vị ân nhân, anh chị em trong gia đình Thánh Martino, những anh chị em đã khắc tên mình trên những viên đá dâng kính nuôi Chúa nước mẹ Thánh Giuse và các thánh mà Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho tất cả những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em tin hữu chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa
nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can thổ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin toái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh y Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngược vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ở trong bí tích thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là Người thật, đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con cùng ương ao rước Chúa vào lòng để đừng ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa thấy chảnh tấm lòng con để con nên trong trăng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô Con một Chúa, để chúng con được trai lừa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Chúa nhật này phần đông là các quý chức và các vị thừa tác viên trong bình thánh Chúa sẽ đi tham dự thánh lễ tại giáo họ biệt lập Xuân Dương. Vì thế việc trao bình thánh Chúa sẽ được chuyển vào ban chiều lúc 5 giờ chiều Chúa nhật. Các vị thừa tác viên trao bình thánh Chúa sẽ đi trao bình thánh Chúa cho các bệnh nhân thay vì trao bình thánh Chúa vào ban sáng. Rồi ngày hôm nay đã có các giờ chầu, xin anh chị em nhắc nhở nhau đi chầu thánh thể. Nhân đây con xin nhắc quý ông bà trong giới cao niên, cái ban chiều từ 3 giờ rưỡi chiều cho đến 7 giờ 15 tối có các giờ chầu trực thánh thể của giới cao niên. Anh chị em cố gắng nhắc nhở nhau quý ông bà đi trực chầu thánh thể Chúa thay cho gia đình sứ đạo. Chúng ta trong tuổi già, chúng ta là sức mạnh của gia đình, của giáo xứ. Qua lời cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ, cố gắng chúng ta trở nên chỗ dựa cho giáo xứ, chỗ kéo ơn sủng cho giáo xứ, chỗ dựa cho con cháu. Sắp xếp lại thưa quý ông, quý cụ trong giới cao niên, nhiều khi mình cũng ở nhà coi tivi thôi. Mình cố gắng để mình ở đây còn thấy già yếu như ông Cố Hiệp, như ông Hồ, như bà Tơ, thế chưa nào cũng đến đây để lần chuỗi chầu thánh thể với cha. Anh chị em tuổi già con biết là có nhiều cụ cũng không có bận rộn lắm. Chúng ta cố gắng để đức, để cái tỏa sáng cái đức cho con cháu qua việc chìm đắm bên Chúa Giêsu thánh thể, kéo ơn lành cho con, cho cháu của mình. Xin chúng ta cố gắng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.